Có nghĩa là bây giờ ví dụ như là ở nhà, ví dụ như đi làm về mà thấy em và con ở nhà có tí bừa bộn tí, coi như là lại phát âm lên. Cái gì đó trời? Trời, ở nhà mà không dọn đi này. Rồi bà có sẵn tay cho bà dọn không hay là em dọn? Thì không, em đi dọn chứ anh. Em đi dọn chứ anh. Ồ, chồng ngoan ghê nhưng trời. Mà em mà không đi dọn là có khi hôm đấy lại không không được ngủ ở nhà anh ạ. Không được ngủ ở nhà luôn. Rồi sao nữa? Tiếp nữa đi. Tật xấu số 3 của nó là lười vận động vậy. Lười vận động. Lười vận động. Vậy thì những lúc mà ăn no vô càng lười nữa đúng không? Dạ đúng rồi, ăn no là hầu như là mỗi bữa cơm là em đều phải chuẩn bị một cái gối bên cạnh. Coi như là ăn xong là phải nghỉ mệt. Nghỉ ăn xong là phải ngã xuống phải ngủ liền đúng không? Không ngủ ra chỉ nằm là nghỉ mệt cái đó. Chỉ nằm là nghỉ mệt cái đó. Em đi trời. Em đi không nổi. Rồi em muốn làm gì em làm đúng không? Dạ vâng, phần còn lại là em dọn lên. Dạ đúng. Ăn cơm xong thì nhờ anh ấy giùm em ly nước, chai nước gì đấy. Trời, lần đầu tiên em thấy ăn xong mà có người có cái gối bên cạnh để nghỉ mệt sau khi ăn. Rồi có nhờ đút trái cây trắng miệng không? Dạ cũng có, hôm nào có chuẩn bị là cũng nhờ luôn. Sao mà thấy dễ thương vậy trời. Còn thấy chưa? Bất ngờ chưa? Kinh quá. Mời hai em giới thiệu về mình. Xin chào anh Quốc Thuận, chị Thanh Vân và tất cả mọi người trong khán phòng ngày hôm nay. Em tên là Từ Văn Hậu, năm nay em 29 tuổi. Em đang công tác tại Trung đoàn 917, Sư đoàn Không quân 370. Bên em là thuộc quân chủng phòng không không quân ạ. Xin mời cô gái xinh đẹp. Dạ, đầu tiên em chào anh Quốc Thuận, chị Thanh Vân và chào tất cả mọi người trong khán phòng. Em tên Bùi Thị Như Quỳnh, năm nay em 26 tuổi. Công việc của em là pha chế và bếp bánh ạ. Bartender đúng không em? Dạ. Hai vợ chồng em đều là quê miền Tây hết đúng không? Dạ, em thì là quê miền Tây, em quê ở Cà Mau. Còn dạ, con em là quê ở Tây Ninh ạ. Quê Tây Ninh. Thì hiện giờ thì nhà của các em là ở Cần Thơ hay là ở đâu? Dạ vâng, hiện tại thì em đang công tác ở Cần Thơ nên là vợ chồng em cũng đang ở một căn trọ nhỏ nhỏ ở Cần Thơ. Thế thì hai vợ chồng làm sao để có thể quen được nhau? Vợ chồng em quen biết nhau từ khi em còn là học viên năm cuối ở học viện. Và vợ em thì đang là sinh viên năm 2 của trường Y Dược huyện Tất Thành ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì ngày trước thì vợ chồng em quen nhau là cũng tình cờ, là em có một người đàn anh học mà khóa trên, lại là em họ của vợ em hiện tại đây. Có một khoảng thời gian thì vợ em là đi gọi là đi tìm người nhà nhưng mà không liên lạc được, thì là vô tình thấy em có kết bạn với đàn anh đấy. Thì là cũng nhắn tin hỏi thăm và nhờ liên hệ giùm đó vậy. Sau cái lần liên hệ để giùm thì cũng thấy bà này cũng thời đấy cũng còn xinh xắn. Thế là cũng tiếp tục nói chuyện làm quen và tìm hiểu nhau nhiều thêm. Thế thì em có ấn tượng gì về Hậu không? Dạ nếu mà lần đầu thì em cũng có ấn tượng với chồng em lắm đâu, tại nhìn trong ông xấu xấu. Có đâu, đẹp trai mà. Ngày trước kìa. Ngày trước còn là học viên. Ý nó là giờ tút là đó. Giờ vợ tút vậy. Dạ đúng rồi đấy. Thì ra thì em đi tìm em trai em thôi, xong rồi định là chỉ là hỏi thăm vậy thôi chứ sẽ không có liên lạc gì. Nhưng mà thấy anh cứ chăm chỉ nhắn tin lắm nên là em cũng phải trả lời kiểu 10 tin cũng phải trả lịch sự trả lời 1-2 tin. Xong nói chuyện riết là dần dần cũng quen dần, nhưng mà cũng phải nói chuyện dài tới 6 tháng em mới đồng ý ạ. Tức là trong vòng 6 tháng đấy là em chỉ biết chồng qua hình ảnh thôi. Dạ đúng rồi ạ. Thế em gặp ở ngoài em có thấy đẹp trai hơn trong hình không? Nhìn ở ngoài chồng em hơi con nít chút xíu ạ. Lúc đó chồng em trẻ quá, chắc so với em thì mẹ em với bà em đều kêu là nhìn trẻ quá. Nhưng trẻ mà anh hơn em 2 tuổi mà đúng không? Dạ đúng rồi. Thế hai bạn gặp nhau năm bao nhiêu tuổi? Dạ gặp nhau năm đó là em 20 tuổi ạ. Thế thì trẻ thật. Các em là thường xuyên trò chuyện với nhau là qua online đúng không? Vậy khi mà gặp trực tiếp, gặp mặt nhau á, mặt đối mặt đó, bao lâu thì mới diện kiến nhau? Lúc mà tụi em nói chuyện với nhau khoảng 6 tháng. Lúc đó khi mà em đồng ý chính thức quen rồi á, thì lúc đó cũng ngay dịp Tết. Thì ảnh mới từ học viện bay về sân bay Tân Sơn Nhất để gặp ạ. Học viện là ở đâu em? Dạ em học ở học viện phòng không không quân ở Sơn Tây, Hà Nội. Trùng hợp là vào dịp được nghỉ phép Tết anh ạ. Thì là em trên đường về quê thì em sẽ bay vào thành phố Hồ Chí Minh. Là tranh thủ đó. Dạ đúng rồi. Và gặp nàng là chính. Dạ. Có nôn nao không? Dạ có chứ anh. Vừa nôn nao về nhà là vừa nôn nao được gặp mối tình đầu tiên đó chứ anh. Vừa nôn nao được gặp mối tình đầu tiên đó chứ anh. Trời ơi. Rất là hồi hộp. Còn ngày xưa em còn tưởng là bị lừa.
Nhưng con tưởng là bạn chỉ hẹn hứa là sẽ ra sân bay đón à. Nhưng mà cứ hồi hộp là không biết người ta có đón thật hay không hay là lại cho mình trèo cây nữa đấy. Rồi có thể chia sẻ cho anh biết cái khoảnh khắc mà hai đứa gặp nhau ở giữa sân bay, chuyện gì nó xảy ra? Gặp nhau chỉ biết cười thôi, chưa biết làm gì cả. Nhưng mà còn em thì sao? Em có hồi hộp khi mà gặp Hậu không? Cũng biết sao, em cũng bình thường lắm. Em cũng chỉ ê đây nè. Mà kiểu lúc đó tính cách của em chắc nó cũng mạnh mẽ lắm, mà em chỉ đón ông vậy thôi. Rồi sau đó hai đứa đi đâu? Sau đấy thì hôm đấy em bay thì nó cũng bị delay, cho nên là bay về cũng trễ. Cho nên là hai người dẫn nhau đi ăn tối, đi dạo phố một tí xong rồi là coi như là đi về ra. Thì sau bao nhiêu lâu thì hai bạn chính thức yêu nhau và cưới nhau? Đến khi mà 6 tháng là bạn mới đồng ý là quen em. Thì tiếp tục là 6 tháng tiếp theo nữa. Trong vòng 1 năm? Trong vòng 1 năm. Là đúng cưới, vậy? Cả yêu cả cưới? Dạ. Wow, cũng là siêu tốc nha. Và mẹ có thích không? Thích không? À, dạ, mẹ em kiểu cực kỳ thích luôn ạ. Tại sao vậy? Kiểu như là mẹ em là một người ăn chay trường, rất là hiền, nói chuyện rất là dịu hiền. Còn em là kiểu nói chuyện hơi to tiếng, tính cách thì cũng hơi ngang ngược xíu. Em hả? Dạ, nên là kiểu anh nói chuyện hiền mà đàn ông nhưng mà nói chuyện rất là trầm tĩnh, mẹ em rất là quý. Rất là mẹ em cứ kêu em ra nói một câu gì nè, sao hiền quá à, mà mày mốt quá mà không có thành á thì mẹ nhận làm con nuôi chứ sao mẹ thương quá. Thế còn bên gia đình em thì sao? Còn bên gia đình em thì coi như sau một năm đấy gọi là 50-50 là đang phân vân xem là tiến tới hôn nhân luôn hay không, hay là tiếp tục mối quan hệ là quen biết nhau. Thì cũng trong khoảng thời gian đó thì vô tình bọn em bị vỡ kế hoạch. Thế là bọn em có tin vui. Cũng nhân dịp đấy thì em cũng đưa về ra mắt gia đình luôn. Nhưng mà cũng hơi buồn là cũng không được thuận lợi lắm anh chị ạ. Tại sao? Tại vì thời điểm đấy thì hai vợ chồng cũng đều là còn trẻ cả. Ban đầu thì gia đình cũng có nhiều ý kiến phản đối, cũng chưa chấp nhận cho hai đứa. Thời gian đấy thì cũng chưa có gặp mặt nhiều, chỉ tiếp xúc qua gọi là nói chuyện điện thoại thôi. Em có nói chuyện với mẹ chồng em lúc đó về cái vấn đề, cái sự cố em bé? Thật ra là lúc đó thì tuy là em cũng có nói chuyện nhưng mà hầu như là nói chuyện với chị của anh. Tại vì ba mẹ chồng em cũng khá là lớn tuổi, em cũng không có sử dụng điện thoại nhiều á, nên là em cũng nói chuyện được nhiều. Với lại khi mà mình thông qua mạng xã hội hoặc tin nhắn hoặc nói chuyện á, cái ngôn ngữ của mình á nó sẽ có nhiều cái không có đúng rồi, nó không có rành mạch để mọi thứ nó cảm giác là nó hiểu lầm đi xa. Nhưng một phần lúc đó em cảm nhận như là mẹ chồng em nghĩ là chồng em đang phải gánh cho người khác vậy đó. Nên là kiểu cảm giác không được tin tưởng lắm. Vì em chưa có lần nào về đó chơi cả. Vậy thì đám cưới của hai bạn có gặp khó khăn không? Dạ thì cũng chia sẻ thật với anh chị là hai vợ chồng em đến thời điểm hiện tại là chỉ mới đăng ký kết hôn và về sống cùng nhau và vẫn chưa tổ chức đám cưới ạ. Đây có phải là lần đầu tiên em mặc cái áo cưới không? À dạ, vâng ạ. Và em có cảm thấy bị chạnh lòng không? Dạ, thật sự thì nếu mà nói về chạnh lòng thì có lẽ là khoảng thời gian đầu tiên. Hầu như là nếu mà em đi ngang tiệc váy cưới hoặc là đám cưới đồng nghiệp của chồng thì lúc nào hầu như là em cũng không muốn đi á, kiểu cảm giác là bị buồn. Nhưng mà dần dần á thì em cũng nó cũng quay được một chút xíu. Khi mà nhắc đến là em có thể là rơi nước mắt liền luôn. Có vẻ là do mình cảm thấy thiếu thốn quá. Chị hiểu. Hôm nay em mặc cái chiếc váy cưới này, cái cảm xúc của em nó ra sao? Vì có vẻ là lần đầu tiên em mặc nên em cảm thấy lạ. Hai là bắt đầu em cảm thấy khá là vui. Xong rồi em cảm động vì mọi người đã vì em mà chuẩn bị chiếc váy cưới này ạ. Ủa vậy là em không biết hả? Dạ em không biết ạ. Thật đó. Hay thế. Khi Hậu đứng ở trong kia nhìn thấy vợ mặc cái đám cưới này, em cảm nghĩ gì? Em thế nào? Thì vợ em là lần đầu tiên mặc váy cưới thì em cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Thì chỉ có thể nói là xinh đẹp thôi chị ạ. Quá xinh đẹp em ạ. Nếu như mà được bộ lễ cưới này được đứng trên một lễ đường thì nó lại càng tuyệt vời hơn nữa. Em có mong muốn làm được điều đó không? Dạ, thật ra thì bây giờ cái mối quan hệ giữa vợ em và bên gia đình em thì nó đã trở lại như bình thường rồi. Và trong tương lai thì vợ chồng em cũng gọi là tổ chức sẽ
gọi như là một cái lễ kỷ niệm thôi. Đúng rồi. Để cho cả hai cùng biết được cái cảm giác cùng đứng nhìn lại đường nó là như thế nào. Đúng rồi. Nên là chị rất rất mong muốn là chị sẽ được ngắm đám cưới của hai bạn càng sớm càng tốt. Một cái đám cưới viên mãn và nó sẽ là một cái đám cưới mà có đầy đủ bố mẹ hai bên rồi những người bạn thân thiết nhất của các em. Vợ chồng em cũng sẽ cố gắng để làm được điều đó. Không, giờ trước khi đến cái phần 2 đó, thật ra hồi nãy em có nói một câu mà anh rất là xúc động. Tức là những cái vấn đề mà em đang gặp phải, nếu như không có mẹ ruột của em á, thì chắc chắn nó sẽ còn có những cái nó không hay nó sẽ đến. Đó thôi, thì bây giờ em có lời nào em gửi đến mẹ của mình và có lời nào gửi đến ba mẹ chồng của mình hay không? Dạ có ạ. Đầu tiên á là con phải gửi lời xin lỗi ạ, vì đã khiến ba mẹ thất vọng. Vì ba mẹ kỳ vọng cho con rất là nhiều để học ra đại học, nhưng mà mình lại đi một bước đường sai lầm khiến là ba mẹ tổn thương. Sau đó là lời cảm ơn vì mẹ luôn luôn ở cạnh, ba luôn luôn hỗ trợ về mọi mặt để hai vợ chồng sống có thể thoải mái nhất có thể. Là còn ba mẹ chồng em á thì em cảm ơn vì ba mẹ đã chấp nhận em, chấp nhận bé Kit, chấp nhận gia đình nhỏ của tụi em ạ. Và cái điều quan trọng nhất là mẹ đã hiểu được. Đúng. Mẹ đã hiểu được con dâu. Và điều quan trọng là mẹ bây giờ không chỉ có một đứa con mà mẹ có tới hai đứa con. Rồi tới vụ kia đi em ơi. Bây giờ thôi, phá không khí đi. Đến phần nói xấu. Nói xấu nhau một tí cho vui, vui hơn nữa. Thấy Hậu ít nói quá. Đúng rồi. Hậu nói nhiều lên em, bây giờ là giai đoạn em được thỏa sức thể hiện. Em cũng trông chờ mọi giây phút này rồi. Trông chờ giây phút này. Là đây là cơ hội để bùng lên rồi. Bùng lên. Nhất đó là và em lười. Lười nha. Ví dụ lười như thế này là lười nha. Là phụ nữ nhưng mà rất là lười làm đẹp. Ôi xinh như này mà lười làm đẹp á? Dạ. Xinh lắm ấy. Hôm nay là nhờ cảm ơn anh chị ekip rất là nhiều. Còn nhưng mà ngày thường mà bình thường đi làm là rất là lười trang điểm nha. Việc đánh son đi làm thôi mà là hôm nào em cũng phải nhắc. Có bao giờ mà bả không chịu đánh son mà em phải nhào vô em đánh son cho bả không? Không dám để cho em đánh, là cho nên là tự giác đánh. còn cái gì nữa nè? Cái tật xấu thứ hai của vợ em phải nói đến đó là cái sự thẳng tính và nóng tính. Nóng tính. Dạ đúng rồi. Mỗi lần nóng tính lên thì sao hậu? Dạ mỗi lần lên nóng tính thì rất là khủng hoảng luôn rồi. Em nói rõ hơn xíu được cho anh hình dung được không? Khủng hoảng là sao? Có nghĩa là bây giờ ví dụ như là ở nhà, ví dụ như đi làm về mà thấy em và con ở nhà có tí bừa bộn tí coi như là lại phát âm lên. Cái gì đó trời? Trời, ở nhà mà không dọn đi này. Rồi bà có sắn tay vô bà dọn không hay là em dọn? Không, em đi dọn chứ anh. Đi dọn chứ anh. Ồ, chồng ngoan ghê nhưng trời. Mà em mà không đi dọn là có khi hôm đấy lại không được ngủ ở nhà anh ạ. Không được ngủ ở nhà luôn. Rồi sao nữa? Tiếp nữa đi. Tật xấu số 3 phải nói là lười vận động. Lười vận động. Lười vận động. Vậy thì những lúc mà ăn no vô càng lười nữa đúng không? Dạ đúng rồi, ăn no là hầu như là mỗi bữa cơm là em đều phải chuẩn bị một cái gối bên cạnh. Coi như là ăn xong là phải nghỉ mệt. Ăn xong là phải ngã xuống ngủ liền đúng không? Không ngủ ra chỉ nằm là nghỉ mệt cái đó. Em đi thương mà trời. Em đi không nổi. Rồi em muốn làm gì em làm đúng không? Dạ vâng. Chiến trường là em dọn là hết. Dạ đúng. Ăn cơm xong thì nhờ anh ấy giùm em ly nước, chai nước gì đấy. Trời, lần đầu tiên em thấy ăn xong mà có người có cái gối bên cạnh để nghỉ mệt sau khi ăn. Rồi có nhờ đút trái cây trắng miệng không? Dạ cũng có ạ. Hôm nào có chuẩn bị là cũng nhờ luôn. Sao mà thấy dễ thương vậy trời. Còn gì nữa không? Có hay ghen không? Đó. Dạ đúng rồi, cái vấn đề này là phải nói đầu tiên vậy. Đó. Ghen rất là kinh khủng luôn. Ghen rất kinh khủng luôn. Dạ. Đâu điển hình coi. Điển hình như là khi dùng mạng xã hội là thấy bạn bè mà nữ là coi như là ngày trước là ý định là xóa hết bạn của em nha, là không cho nữ trong đó luôn. Còn gợi ý kết bạn nào mà là nữ là phải vào dò xét ngay. Ai đây? Sao lại gửi kết bạn, có quen không? Ghen lắm, quản lý hết. Là từ các ứng dụng mạng xã hội phổ thông thì là mật khẩu là sử dụng mật khẩu, biết mật khẩu hết. Wow. Về tài khoản Google thì hai vợ chồng chỉ có một tài khoản thôi. Có nghĩa là em mà chụp hình cái gì là biết ngay liền. Trời. Đây là danh bạ em vừa mới lưu số ai là cũng biết ngay liền. Trùm ghen thật đấy, em chưa gặp ai này luôn á. Trùm ghen luôn. Dễ kiếm. Trùm ghen thật sự. Vậy là bây giờ vô Facebook em
là không thấy một cái bóng dáng nào gọi con là fan nữ hết đúng không? Dạ, có nữ nhưng mà cơ bản là nữ nào thì vợ em biết hết. Nói chung là nữ nào là vợ em phải biết hết. Ghê thật nha. Không, nhưng mà em thấy nhân vật nó cũng hay, cũng đỡ đau đầu chị ạ. Em ơi, ổng chấp nhận rồi em ơi, ổng chấp nhận rồi. Hay không phải em bắt trước ha. Em cũng bắt trước về em cũng như thế ha. Chị em hay. Thôi tội nghiệp chồng em ơi thiệt á. Rồi còn gì nữa không? Em nghĩ là như đó là cũng xấu xấu lắm rồi. Chia sẻ nữa em sợ về tối em lại đau mình nha. Rồi, có mong muốn vợ thay đổi điều gì không? Dạ cũng về mong muốn thì em cũng mong thời gian tới là vợ em điều chỉnh lại cái tâm trạng một tí, bình tĩnh lại một tí. Là đừng có nóng tính quá thì nó dẫn hay đưa đến những cái quyết định nó không hay. Đúng rồi, đúng rồi. Cái thứ hai đó là tập trung về đầu tư cho bản thân mình một tí. Rồi bây giờ tới em đó. Đến lượt em rồi đó. Nãy giờ nói em quá trời quá. Chồng em tật xấu thì có vẻ là ít lắm ạ. Ít lắm à? Dạ. Thôi may mắn vậy. Thật ra thì theo chồng em chia sẻ, vì có lẽ là vì công việc của em đòi hỏi sự tỉ mỉ rồi, nên khi về nhà kiểu như là đã có người chiều mình rồi thì mình cứ theo thói quen mình cứ làm nữa thôi. Dạ, của mà không xài phí lắm bọn. Phải tận dụng rồi. Chồng em chỉ có duy nhất một cái là em cảm thấy không thích và cũng thấy buồn mà cũng thấy không vui nữa, là ít chia sẻ với vợ lắm ạ. Dạ, hầu như là ngoài công việc, đặc thù công việc không chia sẻ thì em không nói, nhưng mọi mối quan hệ là chồng em gặp vấn đề gì á, ít khi nói với vợ lắm, luôn luôn là chịu một mình vậy đó. Hoặc là em mà muốn biết á thì em phải nghe từ người khác, mà chỉ biết vấn đề đó đáng lý chồng mình phải nói với mình, nhưng người khác lại nói với mình ấy, là mình bị tổn thương nhiều lắm ạ. Chị hiểu. Em cãi nhau với ảnh mà em bị lười á chị, em lười cãi nhau, em chửi mà giống như là kiểu mà người ngoài mà không nghe á, tưởng là ôi con này nó bị tự kỷ, nó chỉ một mình là độc thoại, độc thoại một mình luôn, là đứng trước cái gương tự chửi mình vậy đó hả? Y chang vậy luôn. Trời, đáng sợ vậy hả? Không trả lời nhưng mà cũng không cấu luôn, bình thường với em mặt cứ chơi chơi đó. Bởi vậy mẹ mới rất là thích ổng. Đúng rồi, mẹ thích ổng ngay từ lần đầu gặp tiên, mẹ từ lần đầu tiên gặp nhau mà mẹ em còn kêu phán là đẻ lộn nhà đó, đáng lý đây là con mẹ em nè. Đúng rồi. Nhưng mà em ơi, em có biết em may mắn lắm không? Tại vì thực sự là một cái người chồng mà dịu dàng như thế là một cái mơ ước của rất nhiều cô gái đấy. Tại vì người nào đến đây cũng kêu là chồng em nóng tính quá. Dạ. Chồng em hay nói những lời là em tổn thương quá. Đây là hoàn toàn ngược lại nữa. Ví dụ như có cái chuyện gì xảy ra thì em có tranh luận hay là em có thậm chí là có tranh cãi những cái vấn đề với những người xung quanh không? Dạ có chứ anh. Cái đó là khi mà công việc thì là có những cái vấn đề là mình phải có những cái quan điểm là mình phải bảo vệ, là mình phải tranh luận. Còn cái mối quan hệ bên ngoài thì có đôi khi là mình cũng coi như là đâu qua đi, họ nóng tính với mình thế thôi, coi như là giúp đỡ họ giải tỏa cái căng thẳng đi. Thế cũng nhẹ nhàng bớt vậy. Nhưng mà về với vợ là coi như là im luôn. Im luôn. Cái đặt chế độ im lặng. Tại sao em lại không chia sẻ với vợ em? Tại vì em không biết em nghĩ đúng hay nghĩ sai, nhưng mà em nghĩ là khi mình đi ra ngoài làm việc là nó có sự vất vả, nó có những áp lực, là có những cái mối quan hệ trong công việc là mình rất là khó chịu. Nhưng mà khi về nhà thì mình khó chịu với gia đình, hoặc là mình chia sẻ những cái áp lực, chia sẻ những cái khó khăn đó với vợ, thì em nghĩ nó lại vô tình là cái một người phải chịu, là thành ra là hai người cùng phải chịu. Thế là em nghĩ là thôi đi, mình cứ cố gắng đi, tự mình chịu đi cho xong luôn. Anh nghĩ là nó không thể giải quyết được. Đúng. Nếu như các bạn đi một con đường dài, may mắn là các bạn bây giờ chưa gặp phải những cái vấn đề trầm trọng về kinh tế. Đúng. Nếu như các bạn rơi vào một cái tình trạng gọi là khủng hoảng kinh tế đi, thì cái sự im lặng của em nó vô hình chung nó rất nguy hiểm. Đúng. Tại vì chúng ta không thể bàn được với nhau để cùng làm với nhau, cùng thực hiện với nhau những cái công việc để làm sao giúp cho chúng ta vượt qua những cái khó khăn đó. Nói chuyện để có da có vị. Đúng. Đúng không? Đúng. Để vui hơn. Anh nghĩ là hậu sẽ thay đổi sau chương trình này. Hứa không? Vâng. Hứa đi. Hai vợ chồng là sẽ hứa với nhau là sau chương trình này thì xây dựng hẳn một kế hoạch là mỗi ngày sẽ khi về nhà sẽ ngồi lại, cuối ngày ngồi lại chia sẻ với nhau công việc trong ngày, cũng như là khó khăn của nhau để hỗ trợ nhau cùng vượt qua. Em mong là em nói chuyện với anh chứ không phải là em bị tự kỷ nữa một mình. Quá. À, cứ nói đi, biết đâu chừng năm sau có một đứa nữa là sao. Vợ chồng em cũng đang được động viên cái vấn đề này rất là nhiều. Thôi chân dây anh chúc luôn. Anh chúc cho các em qua năm sau sẽ có một cái tin vui và có một bé gái tuyệt vời đến với gia đình của các em nha. Vâng, em cảm ơn nha. Rồi, cảm ơn hai bạn. Mình Nguyễn Văn Dũng,
Dạ. Công việc cũng như trên chương trình cũng có ghi đấy, ngày xưa là mình học kỹ sư cơ khí, rồi cả học xây kỹ sư xây dựng, nhưng nay không còn làm mấy cái đấy nữa, thì còn cái hiện tại giờ là mình đang làm bên thuốc đông y gia truyền. À. Là anh mà quê mình ở đâu và mình làm ở đâu anh? Mình quê thì ở thị xã Nghi Yên, thành phố Nghi Yên. Trước thì ở thành phố Hồ Chí Minh nhưng mới về đây được 5 năm nay. Bình Phước. Trước ở Hồ Chí Minh, Bình Phước hay là anh làm công việc gì trong này? Đâu, trước thì hồi trẻ thì là mình đi công trường á, đi công trình á. Đi công trình xây dựng với cả đi làm trong công ty á. Dạ. Giờ cái bây giờ về lớn tuổi rồi thì về mình cũng không đi làm cái nghề cái nữa, thì cái còn cái nghề thì nó đeo bám theo năm tháng. À. Rồi, cái năm 2014 là 2018 rồi, vừa rồi mới về lấy cái bằng y học cổ truyền. Và hiện tại giờ làm thầy thuốc. Dạ, làm thầy thuốc. Anh là sinh năm bao nhiêu ạ? Sinh năm 1966 ạ. Dạ rồi. Năm 1966. Rồi anh làm cái nghề đông y thầy thuốc này được mấy năm rồi? Cũng lâu rồi đó, tại vì cái nghề y này thì trong khi mình đi làm ở công trình thì mình đã biết nghề rồi. Rồi là mình cứ đi theo công trình, rồi mình mang đồ nghề đi, mình giúp cho tất cả những người xung quanh mình á. Dạ. Rồi đến bây giờ còn có thời gian thì về mới đi lấy cái bằng y học cổ truyền này, bây giờ hợp thức hóa xong rồi. Mà ở ngoài mình là chữa bệnh gì là nhiều nhất anh? Dạ. Bệnh chữa của mình ở ngoài đó thường mình chữa những cái bệnh gì? Mình riêng mình thì bệnh gì mình cũng chữa. Ừ. Ai đến đây bệnh gì, bệnh ở trong nội tạng hoặc ở bên ngoài, cơ xương khớp thần kinh chữa hết. Dạ, cơ xương khớp thần kinh. Rồi. Dạ. Ok, bây giờ anh nói một xíu về những cái điểm mạnh điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh trước tiên là em thấy anh là biết chữa bệnh này kia các thứ cho mọi người rồi nè. Còn điểm mạnh của mình thì là thật thà trung thực, ham học hỏi. Rồi cũng tùy theo cái tính của mình là cũng hay giúp đỡ mọi người. Dạ. Ví dụ như khám chữa bệnh thì dạ, bình thường thì là mỗi một lần bấm huyệt châm cứu thì là mình lấy 100.000, nhưng người nào mà kém kém một tí thì mình lấy 50. Và có những người người ta hoàn cảnh quá khó khăn thì mình lại miễn phí cho người ta. Đó, vậy đó. Dạ. Rồi, còn gì nữa không anh? Còn có điểm mạnh gì nữa không? Điểm mạnh thì nhiều lắm. Ở chuyện nấu nướng này kia các thứ bếp núc trong nhà là mình vẫn có thể làm được đúng không? Mình thì nó nói chung là mình là kiểu như ông bà ngày xưa nói một câu là coi như là mình cứ như là con rau pha. Đi rừng xuống biển lên núi đều được hết. Đó, còn thí dụ cái công việc trong trong gia đình thì chuyện đấy chuyện nhỏ. Dạ. Rồi nãy giờ thấy quá trời điểm mạnh rồi nè, còn có điểm yếu hay tật xấu gì không? Không, tật xấu thì mình không có, nhưng mà có cái là mình có cái gọi là điểm yếu của mình thì là mình trực tính, thẳng tính, đâm ra nhiều khi nó cũng hơi nóng tính. Nhưng mà nóng tính thì là bây giờ lớn tuổi rồi thì mình cũng kiểm soát được, chứ không phải là nóng 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 kiểu như là có lý do, chứ không phải là lúc nào cũng nóng. Dạ. Ủa, là anh là quê ở Hưng Yên. Đúng nhưng rồi. Mà bây giờ là anh làm nghề thuốc này kia là ở Bình Phước hay ở Hưng Yên? Anh ở trong ở Trân Thành, Bình Phước. À, là ở Bình Phước. Dạ rồi. Là bây giờ nhà cửa này kia ở Bình Phước là mình có rồi đúng không? Đúng rồi, nhà cửa ở Bình Phước mình có rồi. À, làm ở Bình Phước. Vậy ở ngoài Hưng Yên là mình còn ai ở ngoài đó không? Không, ở ngoài đấy thì giờ chỉ còn bà con thôi. À, là coi như là gốc Hưng Yên thôi ha. Bố mẹ thì ở Hồ Chí Minh á. Ừ, dạ rồi, ok. Anh trước đây mình đã từng lập gia đình chưa? Mình có rồi. Dạ, anh chia sẻ về cuộc hôn nhân đó đi. Thì cái cuộc hôn nhân này thì nói chung là anh lấy vợ từ năm, mãi về sau này anh mới lấy, thì năm 35 tuổi anh, 34, năm đó là năm 34 tuổi anh mới lấy vợ. Dạ. Tính cũng được hai cháu rồi, trong khi thời gian đấy thì chung sống với nhau cũng được hơn 20 năm, 21 năm. Hình như nhầm mà.
Dạ rồi, là sống với nhau 21 năm cũng lâu á, rồi sao ly hôn anh? Thì cũng nói chung là mình thì đi công trường, mấy ngày mình đi làm á thì nói chung là cũng hay vắng nhà. Đi công trường mà thì hay vắng nhà thì một tháng cũng có khi là về hai lần, có khi là về một lần. Rồi vợ mình thì là mình lấy cô về thì là lúc cô ấy vẫn còn là sinh viên. Rồi về mình nuôi ăn học cho thành nên luật sư. Ừ. Đến lúc nào đi làm ăn này kia, có tiền có bạc rồi là quan hệ với người này quan hệ người kia rồi là cặp bồ cặp bịch. Ừ. Thì đó thì không phải mình bắt được thì có khi là mình sẽ nói chuyện được, mình sẽ tha thứ cho, nhưng mà cái này là đứa cháu gái nó bắt gặp được thì nó quay từ A đến Z. Ừ. Thế là mình không thể chấp nhận được nữa. Thì là thấy như thế thì cô ấy tự động cô ấy dọn ra khỏi nhà. Ừ. Rất hai đứa con. Ừ. Đi dắt hai đứa con luôn, là bây giờ con anh là lớn chưa bao nhiêu tuổi anh? Đúng rồi, một đứa thì năm nay nó cũng 26 rồi. 26 rồi, có đứa nhỏ thì năm nay đang học đại học năm thứ 3. Ừ, học đại học năm 3. Rồi bây giờ là anh ở một mình hay sao anh? Đúng rồi, mình đang sống có một mình thôi. 5 năm nay. Ừ. Ừ, dạ rồi, bây giờ anh mong muốn tìm người như thế nào? Thì nói chung là cuộc sống của mình như bây giờ sống một mình thì nó cảm thấy nó cũng vô vị quá. Thì giờ mình muốn chương trình là cũng mấy năm nay thì cũng dòm ngó đây tìm cái người nó phù hợp á. Nhưng mà cũng chưa kiếm được. Bây giờ cũng có chương trình để xem chương trình rồi, bây giờ cũng muốn chương trình kết nối cho một người bạn nhưng nhỏ tuổi thôi, khoảng 35-40 tuổi được rồi. Ừ, coi như là nhỏ tuổi hơn anh đi ha, cùng dạ. Hoàn cảnh đã ly hôn này kia, rồi khu vực ở đâu thì được, khu vực nào cũng được ạ. Rồi nhỏ tuổi hơn mình là được nha. Nhỏ tuổi nhưng mà tầm khoảng 42 đổ xuống chứ đừng quá. 42 thôi hả? 42 đổ xuống thôi, là sinh năm tám mấy hả? 85, 84, 86, 87. Ờ. À, chứ còn, ôi, còn lớn hơn xíu nữa không 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 được hả hay sao anh? Lớn lớn thì tại vì mình á thì trong cái đơn ấy thì có cái một cái bí mật á, bí mật mà tại vì không không tiện nói ra đây, tại vì mình muốn là lấy một người vợ về mình sinh một đứa con. À, là vẫn còn mong muốn sinh con. Con rồi mình à. Tại vì cái nghề nghiệp ấy, nghề nghiệp trong khi mình học, mình bây giờ mình ở một mình ấy thì mình phát triển, mới cả mình có cái bí mật. Bí mật nghề nghiệp ha. Đúng rồi. À, coi như là muốn truyền lại cho con hay sao? Đúng. Bí mật cả thế giới này cũng chưa ai biết đâu. Trời ơi, dữ vậy anh. Thật đó. Bí mật gì vậy anh? Ví dụ như bây giờ nhé, anh nói với em này, ví dụ như bây giờ em ở đó. Ừ. Em ở bất cứ nơi nào ở trên trái đất này. Ừ. Em có bệnh gì? Ừ. Em có bệnh, ví dụ như anh nói, ví dụ như tùy từng bệnh nhá. Ví dụ yeah. như bệnh mà ví dụ như virus vi khuẩn nó tấn công. Yeah. Vừa rồi thì là có cái COVID-19 đúng không? Ừ. Thì anh cũng đã giúp rất nhiều người rồi. À. Anh diệt, tức là anh kích hoạt hệ thống trong cái cơ thể của em. Ừ. Cơ thể của em nó tự điều tiết, nó tiêu diệt virus vi khuẩn. Em hiểu không? Dạ hiểu. Không cần dùng thuốc. Hay vậy? Ừ. Không cần. Anh sẽ kích hoạt cái não bộ của em để não bộ của em làm việc, rồi nó giết virus vi khuẩn trong vòng chừng. Nhưng mà anh kích hoạt bằng gì? Bằng cái ý của anh. À, là từ ý nghĩ của anh qua ý nghĩ người ta đúng, rồi, đúng không? Đúng rồi. Tức là anh trời ơi, hay dữ vậy? Anh truyền cái ý nghĩ sang cái não bộ của em. À. Nhưng mà hai người cũng nói chuyện này, cũng tương tác với nhau như thế này này. À, rồi cái lúc đó thì anh... Chà, anh, hay quá ha. Anh nói em như thế nào thì em lắng nghe anh đi. Ừ. Khi anh kích hoạt xong rồi thì anh sẽ điện thoại lại cho em là anh đã làm xong rồi. Ồ, ủa cái này là mình trị online được luôn hả? Đúng rồi. Ờ, hay dữ vậy? Chưa xa, em ngồi bất cứ chỗ nào. Trời ơi, không lẽ bây giờ mở camera lên để anh coi, anh trị em coi có bệnh gì trong người không?
nó hồi cái anh kích hoạt trong não em luôn, phải không, kiểu vậy phải không? Thì cái đấy tốt chứ đâu, đâu có gì đâu. À, hay ha, rồi ok anh, cái này là cái bí kíp riêng của anh mà đúng không? Đúng rồi. Vậy khi mà gặp cô gái anh có truyền được cái năng lượng đó trên sân khấu luôn không? Gặp coi coi cổ trong người có bệnh hoạn gì coi được không? Coi thì tất nhiên là mình lúc mình khám chữa bệnh thì là mình thứ nhất là mình phải hỏi, thứ hai là nhìn sắc mặt, thứ ba là hỏi đau ở đâu thì bắt đầu cái bệnh đó. À. Như bây giờ anh nói là tùy theo bệnh mày. Rồi bây giờ anh muốn cô đó đẻ con là anh phải truyền năng lượng trong não cổ để kích hoạt cái gì đó. Đúng rồi. Trứng đồ này kia đụng cho nó tốt kiểu kiểu vậy phải không anh? Chắc được đấy. Được không? Được không? Được được được. Được luôn hay gì trời? Được. Truyền vô não. Ồ, vậy cái này hay ha. Rồi đó. Thì đó, anh có cái bí mật này cho nên là em mới ưu tiên là tìm những cô nào mà đồng ý để mà sinh con cho anh nha. Rồi ok. Mà lên anh phải kích hoạt, anh phải coi được coi trứng đồ này kia người ta có đảm bảo không? Trứng đồ còn tốt không? Chứ nhiều người ta muốn đẻ mà đâu còn trứng. Kiểu kiểu vậy á. Phải coi được phải không? Thì nói chung là mình kích hoạt cho nó cho cái buồng trứng đấy nó làm việc lại rồi nó à trời ơi. Hay dữ vậy. Cơ thể tự điều tiết rồi sẽ sản xuất trứng. Là kích hoạt cho buồng trứng luôn, được luôn. Đúng rồi. Hồi giờ này em mới biết nha. Chắc ăn không gì anh? Hồi giờ có làm ca nào chưa? Ủa đấy thì anh cái đợt Covid-19 rồi vừa rồi đấy thì là anh cũng đã giúp biết bao nhiêu người khỏi bệnh đấy rồi. Dạ. Dạ rồi vậy hay quá. Em cảm ơn anh Dũng nha. Rồi cái để tụi em tìm cái người nào phù hợp nè, đồng ý những cái tiêu chí của mình. Quan trọng là cái chữ duyên nữa ha. Rồi cái gì chương trình sẽ báo cho anh nha. À tại vì cái này á thì là cũng nói cả chương trình luôn, là tại vì cái mình cũng là bên gọi là y học cổ truyền đấy. Dạ. Học học coi như là nó thuộc về cái ngũ hành á. Ngũ hành mộc hỏa thổ kim thủy á. Thì ngũ hành nữa à. Nó có cái tương sinh tương khắc á. Ừ. Kể cả con người như thế. Tại sao thì bây giờ anh khắc thì anh điều khiển sao cho nó hết khắc, mình dùng cái năng lượng của mình á. Không được đâu. Không được hả? Cái đó không được. Cái đó thì mình coi như là lại phạm nữa. Trời ơi vậy hả? Anh không thích à. Anh muốn tự nhiên. Ừ. Nhưng mà cái tuổi mà 84, 85, 86 đều được hết. À 84, 85, 86 được ha. 80, 82 đồ cũng được hả? 80 không được đâu. 80, 80 là tuổi thân. Ừ. Dần thân thì hợi. Rồi coi như ưu tiên 84, 85, 86 đi ha. Dạ. Dạ rồi ok. Xíu và mình chủ động giúp em nha. Rồi, trước tiên thì em mời anh giới thiệu sơ lược về bản thân của anh trước nè. Họ tên, rồi tuổi của anh, quê quán của anh, địa chỉ hiện tại và công việc của anh nha. Em mời anh ạ. Một là anh tên là Nguyễn Thành An, sinh năm 1979. Hiện đang sinh sống tại Hà Nội, quê anh ở Thái Bình. Anh là giám đốc một công ty du lịch tâm linh. Thì đã ly hôn cách đây một tháng, đúng một tháng. Quyết định ly hôn là cách đây đúng một tháng. Và có hai con ở với bố mẹ, ở với mẹ. Mình ly dị cách đây một tháng là bây giờ là giấy tờ thủ tục hoàn thành hết rồi hả anh? Tức là quyết định công nhận ly hôn là ngày 30 tháng 8 năm 2024. Rồi. Vậy em nhờ anh chia sẻ cụ thể hơn về cái cuộc hôn nhân này của mình nha. Ví dụ như là anh chị gặp nhau, cơ duyên nào mình gặp nhau, rồi mình ở với nhau bao lâu, rồi sao mà mình quyết định ly hôn, mình không có tiếp tục cái mối quan hệ này mặc dù mình đã có hai bé rồi á. Rồi mời anh nè. Bọn anh là học cùng với nhau ở trong trường đại học và biết nhau ở trong trường đại học. Sau đấy thì là trải qua 15 năm hôn nhân. Thì bây giờ nó hết duyên thì thôi, em ạ, dừng lại. Tức là trong 15 năm chung sống đó, mình có cảm thấy mình bất đồng quan điểm ở cái gì mà mình quyết định ly hôn không anh? Đúng rồi, bất đồng em. Tức là một cái hai cái nhu cầu nó đi nó không song song được với nhau. Anh thì thiên hướng về mặt tâm linh, về đời sống tinh thần. Thế còn bạn vợ của anh thì là bạn cái giá trị nó khác biệt. Thế đâm ra là nó sẽ không đi song song được. Thế là ví dụ anh cụ thể hơn giúp em một chút xíu được không? Là như nào em muốn cụ thể ví dụ như là các có cảm thấy là anh tin tưởng cái giá trị này gì, nhưng mà bạn nữ thì lại cảm thấy suy nghĩ ngược lại với anh á, anh chia sẻ cụ thể giúp em một cái
gọi là cái ví dụ bất đồng quan điểm giữa cả hai được không? Ví dụ như là anh thì tinh thần thì bạn ấy là vật chất, thì vật chất với tinh thần thì nó sẽ đối diện nhau đúng không, đối nghịch nhau đúng không? Ừ. Anh thì không ưu tiên cho giá trị vật chất mà ưu tiên cho giá trị về tâm linh hay là về tinh thần. Và như thế thì người bạn với nhau ấy, nó phải có một cái sự gọi là đồng hành, đồng điệu, đồng sự và đồng tu được thì tốt. Thế thì cái hệ tâm linh ấy thì nó sẽ đi khác biệt với lại hệ giá trị về thiên hướng về vật chất. Em hiểu chưa? Và như thế thì nó sẽ nên cái xung đột. Ví dụ như anh thì là dễ sống, sống ở đâu và môi trường nào cũng thuận tiện, tùy duyên, thuận pháp là sống được. Thì bạn ấy sẽ phải có tiêu chí và standard ở mức nó thế này, tiêu chuẩn thế này, thế kia. Và như thế thì nó sẽ dẫn đến những cái gọi là về cuộc sống ấy, như anh thì vẫn có thể sống được, nhưng mà như bạn ấy thì bạn sẽ không cảm thấy rằng là như thế là sống được. Không có đúng, không có sai. Cái chuyện này chỉ là cái sự phù hợp và chọn lựa em ạ. Không cách đối với nhau cả, chỉ hoan hỉ vui vẻ vẫn có thể uống cà phê buổi sáng này, ví dụ thế. Thế thì cái điều đấy là bình thường mà thôi, rời bỏ nhau đi vẫn là cái người bạn. Hạ cấp nhau từ tình vợ chồng xuống tình bạn thôi. Thì có những đứa con chung mà mình có cái giá trị chung. Không thù ấy. Hồi nãy anh nói với em là anh là về cái công ty của mình là về du lịch tâm linh ha, cụ thể là ví dụ như là sẽ thiên hướng là mình đi có những cái tour tới chùa hay sao anh? Thế tại em chưa có hiểu rõ. Đi du lịch là đưa một người đi từ một điểm này đến một điểm khác, nói chung là gọi là đi du lịch. Thế thì ví dụ như em đi từ Việt Nam sang Thái Lan thì gọi là đi du lịch Thái Lan đúng không? Thế nhưng mà em đi du lịch Thái Lan mà em đi vào các cái chùa thôi ấy, thì là và đến ấy về thực hiện các nghi thức nghi quỹ về mặt tâm linh ấy, ví dụ như là thiền định hay là cầu nguyện hay là thực hành những cái khóa tu ấy, vân vân ấy, thì nó gọi là du lịch tâm linh. Thì cái tour du lịch tâm linh nó là cái thu hẹp của cái du lịch, và nhóm khách hàng ấy thì thiên hướng về tâm linh, thiên hướng về Phật giáo, thiên hướng về muốn đến những địa danh tâm linh, chùa chiền, rồi là họ thường thực hành các cái nghi thức về mặt tôn giáo của đạo Phật. Đấy, thì nó khác biệt là như vậy. Rồi em hiểu rồi ha. Cái công việc của mình là mình làm lâu chưa anh? Mình điều hành cái công ty này lâu chưa? Anh có 14 năm làm ngân hàng trước khi anh làm việc ở công ty du lịch. Thì công ty du lịch là từ khoảng 10 năm rồi. Nhờ anh chia sẻ thêm với em về cái ưu điểm và nhược điểm của mình nha. Ưu điểm anh... anh nghĩ rằng là cái điều mà khiến cho nhiều người quý mến ấy, đấy là cái sự mình sống thực thà ấy, thất phát, rồi là một người quảng giao. Anh có nhiều kết nối và nhiều bạn bè. Thế còn là nhược điểm thì có lẽ anh... nhược điểm thì ví dụ như này, anh cũng không phải là cái người mà gọi là có cái tính kỷ luật cao hay là cái sự kiên nhẫn, hay đôi khi mình cũng không không phải là cái người lắm cái sự kiên nhẫn, cũng hơi bừa bộn một tí. Mình tham gia chương trình đó thì mình mong muốn là mình sẽ tìm một cái bạn gái như thế nào anh? Cái bạn gái tốt nhất là dưới anh khoảng độ tầm 5-6 tuổi trở 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 xuống ấy. Và thứ hai là bạn ấy tốt hơn thì bạn nếu tốt nhất là bạn ấy có cái người về tâm linh có cái liên quan đến Phật giáo hay là tu tập. Về ngoại hình cũng như là tính cách nào, quê quán và cái vị trí địa lý của bạn thì sao anh? Công việc nữa. Thường ấy là những người bạn của anh, bạn gái của anh từ xưa đến nay hay vợ chồng ấy, thì đều là những người kiểu như là những học học công thức hay trí tuệ một tí. Thì nếu bạn ấy làm cái công việc thì công việc nó cũng không quan trọng, mà cái quan trọng ở cái khía cạnh ngược lại ấy, là một ấy, là nếu bạn ấy có cái hành thực hành cái tôn giáo tâm linh hay là tu tập thì là tốt. Thứ hai là địa lý thì cũng không quan trọng, nhưng nếu mà ở Hà Nội hay là phía Bắc thì tốt, vì anh bây giờ thì tự do và có năng lực di chuyển mọi nơi. Tại vì ở bên chương trình của em á, là sẽ ghi hình ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì nếu như mà có người phù hợp với anh á, thì em báo anh khoảng bao lâu để mình sắp xếp mình vào thành phố Hồ Chí Minh được anh? Thực ra thì nếu mà anh không có cái lịch đi, anh có một cái lịch đi nước ngoài, một số cái lịch đi nước ngoài. Ví dụ như là hôm tới đây thì anh đi Nội Mông Cổ Trung Quốc trong vài ngày.
Còn nếu mà dạ dụ anh ở Việt Nam thì thời gian nào cũng được, thời gian này mà thì báo cho hôm trước hôm sau thì anh bay vào đấy. Dạ rồi, thì nếu như mà có người phù hợp á, thì bên em sẽ cố gắng là báo sớm nhanh nhất có thể ha. Ừ. Rồi mình có cái điểm nào mà không thích là bạn nữ không anh? Điểm nào không thích ở một phụ nữ Dạ đúng rồi. à? Anh thực ra anh cũng không biết nữa, tức là ví dụ như bây giờ ấy, thì cái người gặp ấy thì mình sẽ có những cái như anh là người có cái chứng nhận được ấy, nếu mà phù hợp nó sẽ là phù hợp, còn không phù hợp nó sẽ là không phù hợp. Tức là anh không có cái suy nghĩ về việc thích hay không thích, nói chung là tùy duyên thôi. Nếu như mà bạn nữ đã từng có một lần hôn nhân rồi, có hoàn cảnh giống mình thì có ok không anh? Cũng được mà em, nên nên là như vậy. Và nếu mà họ là những người sâu sắc một chút thì tốt, tại là nói thế thì nếu mà cái người bạn anh tin rằng là thế này, nó cũng phải có một cái sự đồng cảm, đồng điệu, đồng hành được. Thế đồng hành được ấy, thì người ta phải cũng phải có cái hiểu biết và trí tuệ. Nếu mà không không nếu cái câu chuyện này tự dưng nó sẽ bị lệch nha. Tất nhiên là anh thì hoàn toàn có thể nói chuyện với bất kể một ai, nhưng mà một cái sự mà để cho mình có những cái nó rung động một chút đấy, thì họ cũng phải là người trí tuệ thì mình mới mong muốn rằng mình kết nối á. Và như vậy ấy, thì những người phụ nữ có trải nghiệm sẽ tốt hơn là người cái người phụ nữ mà chưa có cái trải nghiệm gia đình, bởi như thế họ đã qua những cái hiểu biết hay là qua những cái khúc rẽ của cuộc đời ấy, và khiến cho họ biết những cái hơn thiệt đấy, biết những cái lựa chọn cái nào là hay, cái nào là dở. Dạ rồi, ngày hôm nay á, thì chỉ là một cái buổi phỏng vấn sơ lược trước thôi. Thì nếu như mà có cái người phù hợp với anh á, thì sẽ có biên tập trao đổi riêng với mình cụ thể hơn về cái câu chuyện của mình, cũng như là hướng dẫn mình những cái mình cần chuẩn bị trước khi mà tham gia chương trình nha. Rồi, em cảm ơn anh đã dành thời gian cho phỏng vấn cùng chương trình ạ. Anh cảm ơn em đã tham gia, mời anh tham gia.